Vai trò đặc biệt của hồ bơi như thế nào trong sức khỏe, tiền tài dưới góc nhìn của phong thủy? Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Mạnh Hải, chuyên gia tư vấn thiết kế kiến trúc phong thủy, đồng thời là giám đốc phát triển của Phong thủy Đại Nam thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người của Chính phủ. Xét về quan niệm phong thủy, hồ bơi đại diện cho thủy. Có câu sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Vậy hồ bơi không đúng vị trí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc của gia chủ, doanh nghiệp, công ty. Trong các công trình kiến trúc hiện đại, hồ bơi là vật phẩm trang trí thể hiện đẳng cấp, gu thẩm mỹ của gia chủ, đồng thời là công trình xây dựng không thể thiếu của khách sạn, villa, resort. Theo các bạn, hồ bơi có khác biệt gì so với bếp nếu dựa vào yếu tố kiến trúc xây dựng? Khác biệt nằm ở việc bếp bị lỗi có thể chuyển vị trí hoặc hướng, nhưng hồ bơi thì không. Việc đập bỏ cũng là vấn đề cực khó. Giống như ngày xưa, các bạn có thấy ai đi lấp giếng bao giờ không ạ? Đó là một điều tối kỵ. Bể bơi cũng vậy. Khi họ đã xây dựng bể bơi, gần như rất ít gia chủ hoặc doanh nghiệp, công ty nghĩ đến việc đập bỏ, sửa chữa, nên gần như việc thiết kế tư vấn từ ban đầu hồ bơi sẽ quyết định việc thành bại của gia chủ, doanh nghiệp, công ty. Ví dụ tôi xin kể câu chuyện như sau. Có một lãnh đạo công danh sự nghiệp đang ở đỉnh cao, đến lúc này ông chọn xây hồ bơi ở hướng nam, nhưng hồ bơi bị lỗi ở vị trí tại sơn ngọ của hướng nam, dẫn tới công danh, sức khỏe, sự nghiệp ngày càng giảm sút trầm trọng và gặp biến cố nặng vào năm ngọ. Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ rằng xây hồ bơi thì dễ, có được sức khỏe tài lộc từ hồ bơi mới là quan trọng, có được tài lộc sức khỏe từ hồ bơi mới là khó. Đây là lúc gia chủ, chủ doanh nghiệp, công ty cần có một nhà tư vấn kiến trúc phong thủy có tâm có tầm.